Xin chào tất cả mọi người. Thì bây giờ cũng sau một thời gian chiết mấm thì bây giờ những mấm sắn dây mình cũng khá là đạt yêu cầu rồi đấy. Thì thời gian này cũng là cái thời gian nhà mình cũng có thể thu hoạch dần cái mấm sắn dây. Cho nên là mọi người mà có nhu cầu đập mấm sắn dây thì có thể liên hệ trực tiếp với bên mình qua số điện thoại mình ghi trên màn hình nhá. Thì bây giờ mình sẽ quay cho mọi người tham quan một vòng cái vườn ươm của nhà mình. Thì đây là cái vườn ươm của nhà mình hôm nay. Đây cũng là cắt cũng khá là nhiều mấm rồi đấy. Những cái mấm mà nó ra dễ đạt đủ yêu cầu thì nhà mình sẽ mang cắt và để ở nhà khoảng 2-3 hôm sau khi nó ổn định cái bộ rễ và những cái bầu đất nó se cứng lại, đảm bảo để có thể vận chuyển đến mọi người, thì bắt đầu nhà mình mới có thể giao trả đơn cho mọi người được. Chứ sau khi chiết thành những cái bầu như này rồi thì cắt ra cũng chưa thể giao đến mọi người ngay được. Nhưng mà nếu mà có một số khách mà cần gấp thì bên mình vẫn sẽ gửi thôi. Nhưng mà hàng mà không đảm bảo đến nơi có vấn đề gì thì cái đấy thì bên người nhận sẽ hoàn toàn chịu nhá. Còn đâu như nhà mình ấy thì thường thì cắt về sẽ khoảng 2-3 ngày thì nhà mình mới yên tâm để giao đến khách ấy. Mọi người đặt mấm bên mình thì trong cái quá trình trồng mà có thắc mắc một cái vấn đề gì mà liên quan đến cái quá trình chăm sóc hay là cây sắn dây bị bệnh gì ấy thì có thể liên hệ với bên mình. Bên mình sẽ hỗ trợ tư vấn mọi người trong cái suốt cái quá trình mọi người chăm sóc nhá. Còn những bạn nào mà không mua mấm bên mình thì cái quá trình chăm sóc thì nhà mình sẽ không hỗ trợ tư vấn đâu ạ. Nhà mình năm nay là có 2 vườn ươm nhưng mà vẫn chưa, đây là mình quay tạm thời một vườn, chưa thể đủ để có thể trả được mọi người ấy. Năm nay số lượng mọi người đặt đơn bên mình cũng khá là nhiều. Nên mọi người có nhu cầu mà năm nay mà trồng sắn dây ta mà chưa biết đặt giống sắn dây ta ở đâu chuẩn ấy thì có thể liên hệ trực tiếp với bên mình để đặt giống nhá. Mình ở địa phận Kinh Môn Hải Dương, cho nên là ở địa phận Kinh Môn Hải Dương thì chỉ có sắn dây ta thôi, không có sắn dây lai và sắn dây cao sản đâu ạ. Đây là những cái bầu giống của bên mình sẽ quay cận cảnh những cái bầu giống của bên mình. Và lát nữa về nhà thì mình sẽ quay cho mọi người xem cái đơn hàng đi của mình hôm nay nó như thế nào. Đây là những cái bầu giống nhá. Những cái bầu này thì nhà mình mới chiết thì nó chưa có rễ này. Những cái bầu này phải để vài bữa nữa thì sau khi nó ra rễ rồi thì nhà mình mới cắt. Cắt mà để vài hôm thì mới mang về được. Ai có nhu cầu mua giống sắn dây ta để trồng thì có thể liên hệ với mình qua số điện thoại mình ghi trực tiếp ở trên màn hình nha. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo.